Chúng ta chỉ có một ngày để sống. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày dành cho mỗi người chúng ta. Hãy sống thật với bản chất của mình, hãy sống thật với con người của mình. Chị ơi, nếu đêm nay Chúa gọi chị, chị đã sẵn sàng để lên đường hay chưa? Điều mà chị muốn để lại cho người thân yêu của mình là gì? Con em sẽ đi xin tội, rước lễ và em xin vâng. Vì lúc nào đèn dầu em cũng sẵn sàng. Chúa ơi, mẹ ơi, thánh gia của con ơi, má ơi, xin hãy tha thứ cho ông xã của con. Lan ơi, chị tha thứ cho em. Xin anh chị em và Minh, Lan, tất cả mọi người xung quanh trong gia đình hãy yêu thương nhau sau khi Kim Anh đã ra đi. Đừng vì căn nhà, đừng vì tài sản mà đưa nhau ra tòa. Con xin lỗi mẹ thật nhiều. Người mà cho tôi được cuộc sống là mẹ tôi, thật tuyệt vời. Và bao lần tôi đã coi thường và chê trách, giận dỗi. Và chính Chúa Thánh Thần đã tác động làm thay đổi cuộc đời tôi. Hai con yêu của mẹ, đây là bức thư cuối cùng trong cuộc đời mẹ gửi cho hai con. Khi mẹ biết thời gian bên hai con còn rất ngắn, tim mẹ như vỡ vụn từng mảnh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ chỉ còn thời gian rất ngắn để gần con yêu. Mẹ muốn được ôm con thật chặt vào lòng và âu yếm con trong vòng tay của mẹ. Con gái ơi, trong cuộc đời của mẹ, con là niềm vui lớn nhất từ khi mẹ và ba con chia tay. Đây là bức thư mẹ dành cho con với tình mẫu tử mẹ đã cho con chưa trọn vẹn. Điều tiếc nuối của mẹ khi ra đi không kịp để con nhận ra Chúa. Chúa là người yêu thương mẹ con mình. Ngài luôn che chở mẹ lúc thất vọng. Con hãy giúp mẹ làm trọn ước vọng nhé con yêu. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời mẹ và cho mẹ niềm hạnh phúc. Nếu Chúa đến bất ngờ không báo trước, anh ơi, anh sẽ làm gì? Nếu mà Chúa gọi ngay lúc này là chắc con thua rồi. Mà nếu mà Chúa cho một ngày á thì chắc con việc cần nhất á là đi xưng tội rước lễ. Việc thứ hai nữa là con sẽ quay video về cuộc đời của mình. Muốn nói lời yêu thương, muốn nói lời xin lỗi với ai thì mình sẽ nói qua video đó. Gia đình của tôi, con muốn nói với gia đình của con là yêu thương và con không còn có cơ hội để nói nữa. Nhưng con tin mọi người sẽ nhìn được tình yêu thương của con dành cho mọi người. Con đang đi đến một nơi mà với con là nó rất vui và xin mọi người đừng buồn. Hãy cho tôi ôm và hôn mọi người và tôi đã đi về một nơi ánh sáng mà không hẹn trở về. Nhưng tình yêu của tôi sẽ vẫn còn mãi với mọi người. Nếu chúng ta biết được ngày giờ ra đi của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị. Nhưng Chúa nói con người đến thật bất ngờ và chữ ngờ này không ai biết trước. Chúa đã chọn anh cho em và em cũng cảm ơn anh. Anh đã đến với em và đi với em cuối con đường. Vào giờ phút này em về với Chúa. Em xin lỗi anh, tha thứ những lần em làm cho anh buồn, những lần mà cơm không lành, canh không ngọt. Chúa lại cho con 24 giờ. Chúa là dẫn con, Ngài dẫn cha mẹ của con. Cha mẹ yên con ra, nuôi con thật khó lắm. Nhưng Ngài cần chưa có chỉ đạo cho cha mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nhớ đi rồi mẹ. Con mà lại dẫn cha mẹ là có buồn. Bây giờ con nhìn cuối đầu, thì con là biết. Đinh cục đàn cả các bạn thân yêu, cầu nguyện cho con. Amen. Chúng ta là ai?
Thật là tuyệt vời khi chúng ta quy tụ về đây để ca tụng Chúa, phải không ạ? Không có gì bằng ca tụng Chúa và tôn vinh Chúa. Có Chúa trong lòng, chúng ta cảm thấy rất là bình an, niềm hạnh phúc được làm con Chúa. Anh chị em, ai đã có bút và giấy và tờ trái tim này? Những ai chưa có xin giơ tay lên, và các anh chị áo tím xin cung cấp ạ. Đang có những người thiếu bút, giấy và trái tim này. Việc đầu tiên là chúng ta viết: nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Câu đây rồi mà anh chị em không phải viết lại câu hỏi, chỉ viết là mình sẽ làm gì. Giả như đêm mai tôi chết, một ngày để sống thì tính từ giờ này cho tới đêm mai là giờ này mình chết ha. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ viết lên đây. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta chỉ có một ngày để sống. Một ngày là tính 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta tưởng tượng đi, bằng giờ này ngày mai 7 giờ là chúng ta không còn trên trần gian này. Vậy thì với thời gian này chúng ta sẽ ưu tiên làm gì? Xin viết vào đây. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày dành cho mỗi người chúng ta. Cho nên hãy sống thật với bản chất của mình, hãy sống thật với con người của mình, và hãy cho mình có cơ hội nhìn vào một sự thật sẽ đến với mỗi người, đó là cái chết. Chúng ta đang sống trong tháng các linh hồn. Sự ra đi của các linh hồn cũng làm cho chúng ta nhớ về cuộc đời của mình. Cho nên đừng ngần ngại, hãy viết: tôi sẽ làm gì nếu 7 giờ tối mai tôi không còn trên trần gian này nữa. Vậy thì nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Nếu chỉ còn một ngày để sống, không biết Chúa sẽ gọi chúng ta ngay lúc này, ngay đêm nay, ngay ngày mai. Vậy chúng ta đã chuẩn bị hành trang gì để lên đường? Và điều gì chúng ta muốn để lại cho những người thân, cho bạn bè, cho tất cả những người yêu thương chúng ta nhất? Tác giả Thánh Vịnh 49 có nói: dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Và chúng ta biết chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ gọi chúng ta, nhưng không biết bao giờ. Đó là một sự bất ngờ mà mỗi người chúng ta, mỗi Kitô hữu chúng ta được Chúa nhắc nhở rất nhiều. Vậy trong buổi tối hôm nay, sơ xin được phỏng vấn một vài anh chị. Nếu Chúa gọi đi, Chúa gọi tôi ngay lúc này, ngay đêm nay, tôi sẽ làm gì? Những tờ giấy mà chúng ta vừa viết để lại cho đời. Bây giờ sơ có thể mời một vài anh chị đại diện cho nhóm của chúng ta có thể trả lời câu hỏi. Chị ơi, nếu đêm nay Chúa gọi chị đã sẵn sàng để lên đường hay chưa? Và chị đã sẵn sàng thì điều mà chị cần muốn nói, hay điều mà chị muốn để lại cho người thân yêu của mình là gì? Con em sẽ đi xin tội rước lễ, và em xin Chúa ban cho em yêu thương. Em đi thăm mọi người thân yêu của em,
và em cảm thấy là em bình an và em xin vâng. Vì lúc nào đèn dầu em cũng sẵn sàng. Thật là tuyệt vời, xin cảm ơn chị bằng một cái xoa tay. Một người con của Chúa thật tuyệt vời. Nhưng nếu Chúa đến bất ngờ không báo trước, vậy thì anh ơi, anh chưa có sẵn sàng, anh sẽ làm gì? Nếu mà Chúa gọi ngay lúc này là chắc con thua rồi. Mà nếu mà Chúa cho một ngày á, thì chắc con việc cần nhất á, là đi xưng tội rước lễ. Việc thứ hai nữa là con sẽ quay video về cuộc đời của mình, nói chuyện. Mình muốn gửi gắm ai, muốn nói lời yêu thương, muốn nói lời xin lỗi với ai thì mình sẽ nói qua video đó. Và con dặn ở nhà có được thì gửi video đến cho những cái người đó. Xin cảm ơn anh bằng một cái xoa tay. Anh nói nếu mà Chúa gọi anh đi lúc này, anh không biết làm gì cả. Và trong một tâm thế, nếu chúng ta biết được ngày giờ ra đi của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị. Nhưng Chúa nói con người đến thật bất ngờ, và chữ ngờ này không ai biết trước. Vậy thì điều mà chúng ta cần phải làm trong cuộc sống khi mà chúng ta còn có cơ hội, tại sao chúng ta không làm? Chị ơi, nếu chỉ còn một ngày nữa thôi, thì điều mà chị muốn nói với người thân yêu nhất của chị là gì? Điều thứ nhất là em chỉ nói trong gia đình sum họp nhau để cùng nhau để chia sẻ lời Chúa và chia sẻ những lời gì mình có lỗi với nhau để tha thứ cho nhau nhiều hơn trong cuộc sống, trong gia đình. Cảm ơn chị của chúng ta bằng một cái xoa tay. Đó là tâm tình của chị. Nếu chị chỉ còn một ngày để sống, chỉ dành thời gian cho gia đình của mình, đó là cùng mọi thành viên trong gia đình của mình ngồi lại bên nhau để chia sẻ lời Chúa, để cùng chia sẻ với nhau, để có gì khúc mắc, có gì ngăn trở thì xin lỗi nhau và cùng tha thứ cho nhau. Mỗi người ra đi có nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng khi mà Chúa gọi bạn bất ngờ thì điều mà hối tiếc nhất là gì? Dạ, sơ là điều hối tiếc nhất là không báo hiếu được cho gia đình. Bạn ấy nói rằng điều mà bạn hối tiếc nhất đó là chưa báo hiếu được cho gia đình của mình. Nhưng trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, điều báo hiếu cha mẹ vẫn luôn canh cánh trong tâm khảm mỗi người. Nhưng ngày ra đi của chúng ta bất ngờ, vậy thì có phải chỉ báo hiếu cho cha mẹ hay không? Chúng ta là con cái của Chúa, và điều mà chúng ta mong muốn nhất là gì? Em xin mời chị. Mà chúng ta là con cái của Chúa và Chúa là đấng hoàn thiện. Chúa kêu gọi chúng ta là hãy sống hoàn thiện như cha của anh em trên trời. Thì mỗi ngày chúng phải tự xét mình xem mình đã sống tốt với tha nhân và với gia đình và với bản thân mình. Có những gì xấu thì mình cải sửa mỗi ngày để cho Chúa gọi mình bất cứ lúc nào, dù là mình biết trước hay không biết trước, thì mình vẫn tốt để xứng đáng với cái ơn tha thứ của Chúa. Xin cảm ơn chị xoa tay. Rất nhiều tâm tư và rất nhiều điều muốn nói. Và trong buổi tối hôm nay, Sơ Maria Hồng Quế sẽ giúp anh chị hãy sống trọn vẹn như những giờ phút cuối cùng của mình. Vâng, chúng ta những người rất là đạo đức, từ hồi nãy giờ thấy nếu chỉ còn một ngày để sống, con của Chúa đạo đức quá, biết đi xưng tội, rồi quay video clip để lại những lời nói cho người thân yêu của mình, rồi đi thăm bạn bè rất dễ thương. Chúng ta cùng nhau nhìn lên màn hình xem giới trẻ ngoài kia nếu chỉ còn một ngày để sống, các bạn làm gì? Sự hối hận,
sự tiếc nuối. Gia đình, người yêu thương. Hãy những cuộc vui quên này. Gia đoạn. Và rồi sự trả giá bản thân, gia đình, bây giờ đến lượt của chúng ta sẽ đi lên và dán nếu chỉ có một ngày để sống ở trên cái cây này. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con sẽ dâng tất cả mọi người thân yêu của con cho Chúa. Xin Ngài nâng đỡ ủi an và cho con ra đi một cách bình an. Hay quá! Nếu chỉ còn một ngày để sống, con xin dành cho Chúa những gì con có thể làm được cho Chúa là người thân yêu của con. Xin dâng lên Chúa. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con sẽ gặp gỡ những người thân yêu. Xin họ tha thứ những lỗi lầm cho con. Và ngược lại, con sẽ tha thứ và yêu thương tất cả mọi người. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con tỉnh thức để đón Chúa vào lòng con. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa và chúc tụng Chúa. Hay quá! Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi đã chuẩn bị cho giờ về nhà cha vì tôi đang sống phục vụ Chúa và anh em hết sức, hết mình. Và tôi đã hạnh phúc tìm Chúa. Sống với Chúa là Thiên Chúa của tôi. Nếu chỉ còn một ngày để sống, thì con sẽ sống trọn vẹn trong tình Chúa và với anh chị em trong gia đình, với những người thân và những người xung quanh. Xin Chúa thương xót, thứ tha lỗi lầm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, con xin Chúa giúp cho con và gia đình con có đức tin vững mạnh, biết tín thác vào Chúa. Xin Chúa ban cho ba người con trai con được vững bước đi trên đường Chúa ban. Một lần nữa xin vỗ một tràng vỗ tay cảm ơn cả nhà. Đêm nay chúng ta lại đây để nói hãy sống như ngày cuối của cuộc đời. Thưa cả nhà, ngày hôm nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, con người có thể lên tới cung trăng và xuống tới lòng đất để chế ngự thiên nhiên và vũ trụ. Con người có thể làm được rất nhiều chuyện. Một đống thịt thối, chỉ có một tí phẩm thôi, sẽ bán thịt tươi rói, chúng ta mua về nhà ăn, chúng ta không biết. Nước chúng ta là nước xuất khẩu gạo, mà bây giờ lại phải ăn gạo bằng cái gì? Nhựa. Sơ mới thấy là một quy trình làm gạo nhựa, và ra hột đẹp y chang vậy, và chúng ta về gạo cũng nở như vậy. Rồi thứ hai là mấy hôm nay, đó là họ có thể lấy cá chết đông lạnh trong tủ đá, và đưa ra thả một tí thuốc vào trong cái chỗ cá sống được. Kinh khủng vậy. Rồi thứ hai là mình cũng muốn thử là một số trái cây mình mua về mình để trong nhà cả tháng nó chẳng hư gì cả. Táo nó chỉ teo lại dần dần và nó đưa rất là lâu. Chắc chắn đầy thuốc độc. Vâng, con người có thể làm rất nhiều chuyện và bá chủ thậm chí rằng nó muốn tiêu diệt hết các chủng nòi của chúng ta và không phải nước chúng ta, nhiều nước khác nữa. Nhưng mà cho dù cái thằng đó hoặc là trong cuộc sống của chúng ta đây nè, chúng ta giao tế hàng ngày chúng ta cũng thấy rất là nhiều người giỏi họ có thể dùng mưu mẹo lươn lẹo để họ đạt được mục đích của họ, lợi nhuận của họ, chức vị của họ. Và cái con người đó dù giàu có, dù thông minh, dù quyền năng như thế nào thì con người đó và tôi cũng như anh chị em ngồi ở đây
chúng ta có một điểm chung. Điểm chung là gì? Chết là đúng rồi, nhưng mà một điểm chung khác nữa, đó là không ai biết được tôi, bạn, anh chị em và người thân yêu của mình sẽ chết lúc nào, sẽ chết ra sao, sẽ đi một cách bình an hay là đi không nổi. Mới nhìn thấy tấm hình chị này, người Vinh ấy, chị đi xe, xe Honda, trời ơi, người ta cướp mà chặt chị tới là cả mười mấy nhát mà chị không nhắm mắt nổi. Mặc đồ cả khẩu trang, mặc đồ rất là lịch sự. Mình nghĩ là gia đình chị chắc cũng không nghèo lắm. Mà giờ người ta chôn, công an phải chôn bên hè, bởi vì không tìm được người thân. Cho nên không ai trong chúng ta có thể biết trước được cái chết và cách chết của mình cũng như người thân yêu. Vì thế chúng ta cần phải sống giây phút hiện tại. Chúng ta cùng nhau tua lại những cái chết mà bất ngờ, những cái chết mà ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm, đều có cảm nghiệm cái chết của những người thân yêu của mình, hoặc là bạn bè của mình đang chơi thân, tự nhiên báo tin nó chết, mình cảm thấy sốc lắm. Chúng ta cùng tua lại một tí phần con người. Bé thơ khi thấy người ta khiêng người chết đi chôn và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chết là gì hả mẹ?" Người mẹ trả lời: "Chết là mãn cuộc đời trần gian mà về với Chúa con ạ." Câu trả lời thật đẹp và ý nghĩa của người mẹ Công giáo để trả lời cho một em bé thơ ngây. Vậy thì chúng ta, tối hôm nay, chúng ta sẽ đi về hành trình cái chết để sống thánh và chết lành. Chúng ta sẽ cùng nhau để học cách sống thánh và chết lành. Xin mọi người lặp lại hai lần ạ. Sống thánh, chết lành. Sống thánh, chết lành. Nước trời giống như một tiệc cưới. Ngày Chúa Kitô đến phải là một ngày vui tươi, mừng rỡ. Nhưng mà sự vui tươi, mừng rỡ này chỉ đến cho những ai chờ Ngài. Và nhân đó, ngày đó sẽ là một đại họa. Ngày đó sẽ là một đại họa cho những kẻ không sẵn sàng chờ đón người. Alleluia, lời Chúa sáng soi con đường đi. Alleluia, lời Chúa khắc chi như dòng suối. Alleluia, lời Chúa bánh tim ngàn nguồn sông, phú cho người vui nghe, yêu mến tâm suy lời luôn. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Bấy giờ nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dài và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dài mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn và mang chai dầu theo. Chú rể đến chậm
nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể đến rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dài mới nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới. Và những cô sẵn sàng thì được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin anh chị em hãy đặt hai tay lên ngực của mình và cầu nguyện theo sơ. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức, và sẵn sàng đón chờ Chúa đến, và sẵn sàng đón chờ Chúa đến, trong giờ sau hết của cuộc đời, trong giờ sau hết của cuộc đời, bằng việc biết khôn ngoan tiên liệu dầu đèn, bằng việc biết khôn ngoan tiên liệu dầu đèn, của đời sống đức tin, của đời sống đức tin, đức ái và đức mến, đức ái và đức mến, để được cùng người, để được cùng người vào dự tiệc vui muôn đời, vào dự tiệc vui muôn đời. Amen. Amen. Alleluia. Lời Chúa sáng soi con đường đi. Alleluia. Lời Chúa khắc chi như dòng suối. Tỉnh thức và sẵn sàng. Tôi tỉnh thức và sẵn sàng. Trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ hôm nay nói cho chúng ta điều đó, đó là sự khôn ngoan của con cái Thiên Chúa. Biết tỉnh thức và sẵn sàng. Chúa đến nhưng chúng ta không biết ngày nào và giờ nào ngài đến. Và ngày Chúa Kitô đến phải là một ngày mà chúng ta vui tươi, chúng ta sẵn sàng như năm cô gì? Khôn. Và chúng ta không hoảng loạn, chúng ta không tới gọi cửa mà chú rể không biết như là năm cô dài. Nhưng ngày đó sẽ là ngày đại họa nếu chúng ta không chuẩn bị, nếu chúng ta cứ sống theo bản năng của mình. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chúng ta lắng nghe tiếng nhạc rất hay. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà. Xin cả nhà cùng đọc lại một lần ạ. Có khi đi qua để lại sống, con tàu đi qua để lại tim, con người đi qua. Vậy là
chính điều mà Văn Cao muốn nói là gì? Đó là con người đi qua để lại gì? Con người đi qua để lại tình yêu. Vâng, chúng ta cùng nhau xem đoạn video clip Rồi Ai Cũng Một Lần Ra Đi. Bạn đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi đâu về đâu. Dù đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, thì một ngày kia bạn cũng phải rời xa thế giới này. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tất cả cũng trở thành vô nghĩa. Điều có ý nghĩa là những gì bạn tạo ra đối với thế giới này. Vậy điều gì thật sự là quan trọng, lưu lại dấu ấn của bạn trong cuộc sống? Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đối với mọi người. Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi. Quan trọng không phải là những thành công bạn có được trong cuộc đời, mà ý nghĩa thanh cao của chúng. Quan trọng không phải là thứ bạn học được, mà những gì bạn sẻ chia với mọi người. Quan trọng không phải là năng lực của bạn, mà là tính cách và những gì bạn đã cư xử với những người xung quanh. Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong cuộc đời. Vậy nên hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết, bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Chương trình chuyên đề giáo dục, chúng tôi thường tổ chức một mấy khóa chết thử sống thật. Và trong khóa này có một điều là học trò bắt buộc phải làm, đó là viết lá thư cuối cùng, viết di chúc. Và cái bài tập đó lấy được rất nhiều nước mắt. Và trước khi vào cái đó thì chúng ta có một tin vui. Tin vui đêm nay, một quà tặng rất là lớn đến với mọi người, là Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đang ngồi ở giữa chúng ta. Cho Ngài một tràng hoa tay. Thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm bài tập. Sơ xin đọc một di chúc của một chị. Sơ có rất là nhiều, thì một số họ cho mình xin, thì trong này là một lá thư mà sơ nhận được. Đứng trước một chiếc bàn thờ tràn ngập hoa, trong khói nghi ngút hương, trong cảnh tranh sáng và tranh tối, cô gái lặng lẽ đọc bản di chúc cuộc đời của mình. Cô nức nở trong tiếng nhạc nền trang nghiêm. Tôi không thể tin được mình đang sống, hôm nay là ngày cuối của cuộc đời, nhất là cho những người mình rất mực thương yêu. Và vừa khóc, cô vừa nằm vào chiếc quan tài để được đưa đi chôn. Gửi chồng của em, cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời của em, đã cùng em đi trên chặng đường dài với biết bao tiếng cười và nước mắt. Em nằm đây giữa tiếng nhạc tang chế, chợt nhận ra mình còn quá nhiều điều thiếu sót và rất nhiều điều chưa kịp làm. Em xin lỗi vì có những lần khiến cho cả nhà mình phải buồn, đau lòng. Đã bao lần em ghen tuông vô cớ phải không anh? Em xin lỗi vì đã bao lần em bỏ mặc anh và các con trong những lúc anh và các con thật sự cần sự chia sẻ từ em. Em xin lỗi thật nhiều vì những thiếu sót trong việc làm dâu khiến bố mẹ chồng bị tổn thương và thất vọng. Anh nhớ giữ sức khỏe, chăm sóc, bù đắp tình thương cho hai con khi em không còn bên cạnh anh nhé. Mãi yêu anh. Hai con yêu của mẹ, đây là bức thư cuối cùng trong cuộc đời mẹ gửi cho hai con.
Khi mẹ biết thời gian bên hai con còn rất ngắn, tim mẹ như vỡ vụn từng mảnh. Mẹ không thể tin được, mẹ không còn thời gian nâng niu hai con trong vòng tay yên ấm của mẹ. Mẹ đã sống từng ngày rất hạnh phúc bên hai con, yêu thương hai con bằng trái tim của người mẹ. Tuy nhiên, đôi lúc vì quá lo lắng, khao khát cho hai con thành tài, mẹ đã lo la mắng hai con. Mẹ chỉ mong hai con hiểu tất cả những gì mẹ làm chỉ vì hết mực yêu thương. Hãy hứa với mẹ sống thật tốt, yêu thương, đùm bọc nhau khi không còn mẹ bên cạnh con nhé. Gửi bố mẹ của con, chỉ một việc đơn giản là nghĩ tới bố mẹ thôi cũng đủ khiến tim con đau nhói. Trước khi từ giã cõi đời này, con vẫn chưa làm được gì để đền đáp công ơn to lớn mà bố mẹ đã một đời vất vả hy sinh vì con. Chưa bao giờ một lần bố mẹ than vãn những đắng cay và chông gai trong cuộc đời. Con xin lỗi vì những lần đã làm bố mẹ rơi nước mắt cho những lỗi lầm thật đáng trách của con. Nhất là khi con có những việc làm không đúng với người Kitô giáo. Một người con của Chúa, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Cuối cùng, gửi con người thật của tôi. Bao nhiêu năm, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội, với biết bao dự định, biết bao ước mơ. Tôi đã chạy theo tiền tài, có một tôi muốn có 10, và không bao giờ cho tôi cho là đủ. Tôi đã bỏ bê gia đình và những người thân yêu. Tôi không có giờ để học hành, đọc kinh thánh, cầu nguyện. Nhiều khi tôi đã làm việc trái với lương tri. Các bạn đừng bắt chước tôi. Tôi chưa có gì để ra đi trình diện với Chúa. Cảm ơn sơ và khóa huấn luyện chết thử đã cho tôi cơ hội cuối cùng này để nhận ra ý nghĩa đích thực của đời mình, để trân trọng và sống từng phút giây hiện tại cho tròn yêu thương. Thưa anh chị em, khi nghe đọc lá thư này, hãy chợt tỉnh giấc, bởi vì chúng ta không có cơ hội được sống hết mình nữa rồi. Chị ấy đã nói như thế. Còn bạn thì sao? Bạn đang sống rất hạnh phúc và may mắn đó. Bạn hãy trân trọng những gì mình đang có. Và nếu có thể, hãy sống hết mình và sống xứng đáng các bạn nhé. Những người tôi rất thương mến đã đến tham dự đêm Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống đêm nay. Giờ đây, trong hành trang của mình, hành trang ra đi, chẳng ai mang theo được thứ gì trên trần gian này. Cái duy nhất còn lại sau nhiều năm tháng sống làm người, giờ đây là tâm tình cậy trông, tín thác để được Thiên Chúa thứ tha và cứu rỗi, để được bình an và buông bỏ tất cả, và thốt lên lời chào vĩnh biệt mọi người ở lại. Trở lại hẹn nhau.
Còn thì giờ hãy để đôi tay mình rộng mở để ôm ấp từng người thân nhất là chồng vợ, con cái, cha mẹ, người thân yêu, người yêu của mình, để rồi khi đối diện với khổ đau ập đến, nỗi đau ấy sẽ xua tan cái giá lạnh của sự chia xa. Hãy nói đi, hãy viết đi những điều anh chị muốn viết, muốn nói. Đừng để đến khi người thân mình ngủ say, giấc ngủ hoài không bao giờ thức dậy. Ngàn năm xa cách chẳng ngày mai. Giờ đây anh chị sẽ được phát giấy và phong bì để viết thư, viết di chúc của mình. Hãy chọn mình sẽ viết cho ai, mình sẽ viết gì, mình sẽ chọn từ gì, lời gì để nói. Hãy viết đi những điều bạn muốn viết. Đây ai sẵn sàng chia sẻ đọc lá thư lên cho mọi người được nghe. Con chào chú. Đây là bức thư tuyệt mệnh của con. Chú ơi, mẹ ơi, thánh gia của con ơi. Má ơi, xin hãy tha thứ cho ông xã của con và em Lan. Minh ơi, em đi rồi, em tha thứ cho anh. Lan ơi, chị tha thứ cho em. Xin anh chị em và Minh, Lan, tất cả mọi người xung quanh trong gia đình hãy yêu thương nhau sau khi Kim Anh đã ra đi. Đừng vì căn nhà, đừng vì tài sản mà đưa nhau ra tòa. Đừng vì tham lam mà hại nhau. Đừng vì quyền lợi mà đánh mất lương tâm. Lan ơi, nếu Lan yêu chồng chị thật lòng thì hãy để Minh đến với Chúa. Đừng vì những tài sản tầm thường, những ghen hờn vô cớ mà dùng điều ô uế hại nhau. Hãy làm lại cuộc đời hỡi những người tôi yêu. Hãy giúp nhau để mọi người trở thành những người tốt thật sự. Tôi ra đi với Chúa của tôi, mong rằng sau cái chết của tôi sẽ thức tỉnh tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong gia đình hãy nuôi dạy con cháu nên người. Hãy mở lòng mình ra với tất cả những người xung quanh bằng hành động,
chứ đừng bằng những lời nói suông. Và hãy luôn luôn yêu thương và tha thứ cho nhau tuyệt bút. Cảm ơn chị, em có thể ôm chị được một cái không ạ? Cảm ơn chị, lá thư rất là dễ thương. Rồi, xin mời chúng ta xoa tay để cảm ơn chị đã đọc thư cho chúng ta nghe. Chúng ta rất vui nếu được nghe những lá thư khác ạ. Dì Trúc, tôi rất là cảm ơn cuộc sống vì Thượng Đế đã cho tôi có mặt trên trái đất này. Chúa đã bao phen cứu sống tôi từ thuở bé cho đến nay. Chúa luôn luôn nâng đỡ và che chở tôi lúc đau khổ, suy sụp. Rồi Ngài đưa tôi lên một hạnh phúc mỹ mãn. Người mà cho tôi được cùng sống là mẹ tôi. Thật tuyệt vời. Và bao lần tôi đã coi thường và chê trách, giận dỗi. Cũng như chính người mẹ này đã đưa tôi đến lớp Kinh Thánh. Và chính Chúa Thánh Thần đã tác động làm thay đổi cuộc đời tôi. Vậy cho tôi xin được nói lời con xin lỗi mẹ thật nhiều. Con xin Chúa chúc lành cho mẹ. Người thứ hai tôi nói lên lời xin lỗi là chồng tôi. Mặc dù anh không còn trên cõi đời này, nhưng lương tâm tôi vẫn không tha thứ cho tôi là tôi chưa cho anh và tôi nói lời xin lỗi với nhau vì anh ra đi rất bất ngờ. Tôi rất ân hận vì là tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, là tôi chỉ cho anh được sức giàu mà không kịp xưng tội. Lên lương tâm tôi lúc nào cũng cảm thấy rất hối hận. Vậy xin Chúa Thánh Thần hãy soi sáng và chỉ lối cho tôi để tôi đền được những tội lỗi của tôi. Thứ ba là hai con Giuse và Maria. Hai con hãy sống yêu thương và chia sẻ với mọi người và luôn giữ đạo. Khi đó Chúa Thánh Thần sẽ chỉ bảo cho hai con cần làm những gì. Mẹ xin chúc lành cho hai con. Và mẹ rất hạnh phúc khi Chúa ban cho hai con là con của mẹ. Maria Magdalena. Xoa tay, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời. Nếu chị còn một ngày để sống, con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ chỉ còn thời gian rất ngắn để gần con yêu. Mẹ muốn được ôm con thật chặt vào lòng và áo yếm con trong vòng tay của mẹ. Con gái ơi, trong cuộc đời của mẹ, con là niềm vui lớn nhất từ khi mẹ và ba con chia tay. Mẹ đã hứa dành trọn cuộc đời này lo cho con, nhưng mà thời gian của mẹ không còn nhiều. Đây là bức thư mẹ dành cho con với tình mẫu tử mẹ đã cho con chưa trọn vẹn. Mẹ xin lỗi con vì mẹ phải ra đi để về một thế giới xa lạ. Không có con hằng ngày chọc giận mẹ, không có con để mẹ la mắng, không có con hằng ngày để mẹ lo lắng. Mẹ xin lỗi con khi ra đi mẹ không để lại gì cho con hết, nhưng mẹ để lại cho con một tình thương của người mẹ. Con ơi, con phải sống thật tốt khi không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Con đừng buồn khi mẹ ra đi, mà hãy sống vui vẻ để mẹ yên lòng trong giấc ngủ ngàn thu con nhé. Con ơi, con giúp mẹ sống trên cõi đời này thật ý nghĩa, vì mẹ đã lãng phí thời gian một cách vô ích. Giờ mẹ chỉ hy vọng con phải sống thật tốt trong cuộc sống này. Đó là niềm an ủi của mẹ trên thiên đàng, điều tiếc nuối của mẹ khi ra đi không kịp để con nhận ra Chúa
Chúa là người yêu thương mẹ con mình. Ngài luôn che chở mẹ lúc thất vọng, giúp mẹ có một tình yêu. Con hãy giúp mẹ làm trọn ước vọng nhé con yêu. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời mẹ và cho mẹ niềm hạnh phúc. Xoa tay để cảm ơn chị Châu, một người mẹ đã sống đức tin và truyền bá đức tin cho con của mình. Lá thư rất là cảm động. Giờ muốn mời người khác. Con xin đọc cái bức thơ của con gửi cho con gái của con và cháu của con. Thư gửi cho con gái: trong những ngày cuối đời, mẹ đang nằm trên giường bệnh. Con gái và hai cháu thân yêu của mẹ và của ngoại, mẹ thương Linh của mẹ nhiều lắm, và ngoại cũng rất thương hai cháu Hoàng Duy và Hoàng Danh. Mẹ rất lo cho con và cháu của mẹ, vì chúng con hiền lành, lại không có người thân ở cạnh che chở binh vực. Mẹ rất lo vì một ngày nào ý Chúa gọi mẹ về, thì con và các cháu sẽ bơ vơ, không còn có mẹ ở cạnh để nâng đỡ ủi an, chia sẻ mọi vất vả cùng con, cùng cháu. Thôi thì mọi sự mẹ và ngoại của các cháu đều dâng hết cho Chúa, để Chúa giúp. Vì Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, Ngài có chương trình tốt của Ngài dành cho mỗi người chúng ta là con ruột của Ngài dựng nên. Con xin dâng con gái của con tên là Hoàng Linh và hai cháu ngoại là Hoàng Duy và Hoàng Danh cho Chúa làm chủ. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa. Vâng, rất tuyệt vời. Xoa tay để cảm ơn bác ạ. Lớn tuổi viết ra lá thư rất là hay. Và chắc chắn giờ này chúng ta không phải chỉ đọc cho nhau nghe đâu, mà ai nghe ta? Chúa vui lắm khi Chúa được nghe những lá thư quá dễ thương như thế này. Vâng, có thể tiếp được giọng nam không ạ? Dạ, thưa sơ, thưa cha và thưa cộng đoàn, cho người yêu thương nhất của con và cho gia đình bé nhỏ của con. Gia đình của tôi, con muốn nói với gia đình của con là yêu thương và con không còn có cơ hội để nói nữa. Nhưng con tin mọi người sẽ nhìn được tình yêu thương của con dành cho mọi người. Con đang đi đến một nơi mà với con là nó rất vui và xin mọi người đừng buồn. Con đã sống là chính mình thì con khi con chết, hãy cho con được là chính mình, hãy vui vì cuộc đời của con đã rất vui. Con yêu bản thân của con và con đã được chết một cách vinh hiển nhất. Hãy xem đó là cái tiệc mừng của cuộc đời của con. Và gửi người thân yêu ngoài kia của tôi tha thứ cho mọi người và tôi yêu mọi người và tôi tin một ngày kia hạnh phúc và niềm tin và bạn sẽ được như tôi và được là chính mình. Hãy cho tôi ôm và hôn mọi người và tôi đã đi về một nơi ánh sáng mà không hẹn trở về, nhưng tình yêu của tôi sẽ vẫn còn mãi với mọi người. Về cái đám tang của con thì con xin mọi người hãy coi nhớ đó như là một bữa tiệc với một đêm nhạc. Và hãy cười và hãy đừng khóc. Hãy hát những bài hát mà con yêu thích như bài Hallelujah, vì đó là bài hát yêu thích nhất của con. Hãy mừng anh vào một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin mời người khác ạ. Con xin chào sơ và chào cộng đoàn. Nếu còn một ngày để sống thì điều đầu tiên con cảm ơn Chúa đã cho con được sống làm người. Con hối hận vì con nó không sống xứng đáng, con không sống đúng như mục đích mà Chúa dặn cho con. Xin Chúa tha tội cho con, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Và tiếp theo là con cũng xin cảm ơn ông bà nội của con, các cô của con. Vì bá má của con đã ra đi sớm thì ông bà là cha, là mẹ của con. Nhưng mà con nó không báo đáp được công ơn của ông bà. Con chỉ cầu xin Thiên Chúa đưa linh hồn ông bà, cha mẹ của con được sống bên Chúa. Và người tiếp theo là với người chồng của con, người bạn đời.
con cảm ơn Chúa. Chúa đã chọn anh cho em, và em cũng cảm ơn anh. Anh đã đến với em và đi với em cuối con đường. Vào giờ phút này em về với Chúa, em xin lỗi anh, tha thứ những lần em làm cho anh buồn, những lần mà cơm không lành, canh không ngọt. Em đi rồi, anh ở lại chăm sóc tốt cho các con. Những điều em không làm được thì xin anh hãy làm thay em. Còn với các con, mẹ đau lòng và mẹ cũng hạnh phúc khi đã có các con, vì các con là món quà mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Nhưng mà mẹ cũng buồn vì mẹ đã không giáo dục các con, mẹ đã không dạy các con theo đường lối của Thiên Chúa để các con sống xứng đáng hơn. Đó là điều đau lòng nhất. Nếu các con nhớ đến mẹ và yêu thương mẹ thì các con hãy yêu thương nhau, và các con hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn là hãy thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, hết sức các con nhé. Và tiếp theo là con muốn xin lỗi tất cả các anh chị em của con, các anh chị ở trong cộng đoàn của con. Xin hãy tha thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của em, và xin nhớ cầu nguyện cho em. Dạ con vâng, hết, con cảm ơn sơ và cảm ơn cộng đoàn. Cảm ơn chị. Vâng, xin mời anh bên này ạ. Đây là lá thư của con. Em thân mến, giờ ra đi của anh đã đến, Chúa đã gọi anh. Thương em rất nhiều, mong em ở lại làm tròn vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ mà lo cho các con. Ba thương các con lắm, hãy cố gắng lo cho tương lai được sống tốt đẹp trong ơn Chúa. Hãy thay ba chăm sóc cho mẹ. Hãy nhớ đến anh trong lời cầu nguyện hàng ngày. Bạn thân, bạn bè sẽ đưa tôi tới mộ. Giờ con tôi đưa tôi tới phần mộ cuối cùng. Công đức hoặc tội đồ sẽ cùng tôi đến trước tòa Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho tôi. Simon. Xoa tay để cảm ơn. Mỗi lá thư có một nét sắc thái rất là khác, rất là tuyệt vời. Xin muốn một người nam khác ạ. Xin mời anh Dũng ở đây. Con xin đọc cái bức thơ của con. Các con thân yêu, ba chỉ còn ít giờ nữa là xa các con và về cùng Chúa. Ba muốn nói với các con rằng ba tạ ơn Thiên Chúa đã ban tặng các con đến cuộc đời của ba. Ba mong các con hãy luôn nhận Thiên Chúa làm mục đích cuộc đời mình, làm nhân chứng tình yêu của Ngài cho Ngài các con nhé. Thưa ông bà, cha mẹ, cô chú cùng anh chị em bạn hiểu, xin nhận nơi đây lòng biết ơn từ đáy lòng của con. Xin tha thứ cho con những lỗi lầm và những thiếu sót. Con yêu mến mọi người, con không buồn phiền bất cứ ai. Lạy Chúa, con đã thiếu sót trong việc phục vụ anh em trong 50 năm sống trên trần gian. Xin Chúa soi sáng cho con biết con phải làm gì trong 24 giờ ngắn ngủi này để con có thêm một ít hành trang nữa cần thiết để về cùng Chúa. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Ngài mãi mãi. Xin cảm ơn. Rồi, người cuối cùng và sau đó muốn là một em bé. Bây giờ thì một nam nữa được không ạ? Ai? Vâng. À, con không biết viết nhưng mà con sẽ nói được phải không? Rồi. Dương Kiên con như chào cha, chào vợ, chào phụ làng. Chúa lại cho con 24 giờ. Dương Kiên con không biết gì. Dương Kiên à, con ngại cài Chúa. Chúa là giữ em con, ngại giữ em. Cha mẹ của con, cha mẹ nhìn con ra, nuôi con cực khổ lắm. Nhưng ai con chưa có chị ơi với cha mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nhớ đi rồi mẹ. Con ở lại trần gian, mẹ đừng có buồn. Khi mẹ cũng đỡ con, mẹ cũng thương con nhiều lắm. Con mới rằng cha là một người cần ông con ăn cây, nuôi con ngồi vợ cái đâu. Năng cuội con ít đi,
gây Thiên Chúa sẽ không hiểu cho cha mẹ cảm dễ các bạn hiểu. Con có điều gì con trai cái bạn bè cả có cả người trong nhà cọc của con. Bây giờ con nhìn cuối đầu thì con là biết trước ai 4 giờ con à cho bay 4 giờ con hãy chở ngay cái Chúa. Thì trước khi con chở ngay cái Chúa đinh cọc đàn cả các bạn con yêu cầu nguyện cho con bằng điều cánh lễ kỳ một cánh lễ một cái nồn ở dưới một con cánh lễ cần cánh lễ nhiều lắm kỳ con chỉ cảm nghiệm ra lời Chúa hỡi cái con xin Chúa chúc con cài cho con chế một các bình an trong cây Chúa con mẹ mang ra. Con nghĩ thông cả ơn Chúa Cha, cả ơn Chúa Giê-xu, cả ơn Chúa Thánh Thần trong dân người là Chúa của chúng con. Amen. Tuyệt vời. Đây là lá thư rất là tuyệt vời nhất trong đêm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Con chào cha, chào sơ. Kính gửi anh yêu, em xin lỗi anh. Khi em còn sống trên đời này, em làm buồn lòng anh rất nhiều. Những lúc em buồn, em có nói nhiều lải nhải, làm anh bực mình, khó chịu. Anh khó chịu những lúc em đối xử với mẹ anh không tốt. Em xin lỗi mẹ anh. Những lúc vợ chồng mình chưa hiểu nhau, bất đồng quan điểm, em cứ muốn dành phần thắng về em. Bây giờ trước giờ chết, em mới thấy là em sai. Em xin lỗi anh thật nhiều. Xin anh đừng buồn em nhé. Những lúc em không vui trong lòng, em hay lớn tiếng với anh. Giờ đây đối diện với Thiên Chúa, em thật tình xin lỗi anh tha lỗi cho em, để em ra đi một cách bình an trong tình yêu của Thiên Chúa. Các con thân mến, mẹ tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho mẹ được 3 đứa con. Tuy là mẹ bổn đạo mới, nhưng mẹ thật mẹ về với Chúa. Mẹ rất hãnh diện khi 3 đứa con của mẹ rất là ngoan. Các con cố gắng hãy giữ gìn lòng đạo đức và yêu mến Chúa. Mẹ xin lỗi các con, những lúc mẹ càm ràm, mẹ hay lải nhải, nói nhiều. Vì mẹ thương các con, mẹ hay la mắng các con, để sau này các con thành người tốt thôi. Giờ phút này, mẹ biết mẹ không còn ở với các con bao lâu nữa, nên mẹ xin lỗi các con. Rồi từ đây các con sẽ không thấy mẹ càm ràm, lại dạy và nói nhiều nữa. Tạm biệt các con, mẹ thương các con nhiều. Các con cầu nguyện cho mẹ về với Chúa bình an. Vâng, xoa tay để cảm ơn chị. Chúng ta là ai? Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa cười lên. Oh yeah. Xin mời cộng đoàn. Lòng mỗi người anh chị em chúng ta là xin thánh linh của Ngài đầy dẫy trên tấm lòng của chúng ta trong giờ này. Hãy đầy dẫy con, hãy đầy dẫy con, hỡi Chúa tình yêu. Hãy gìn giữ con, hãy gìn giữ con, hỡi Chúa từ nhân. Hãy giải cứu con, hãy giải cứu con, hỡi Chúa quyền năng. Hãy dạy dỗ con, hãy dạy dỗ con, hỡi Cha công bình. Chạm đến con, hãy chạm đến con, hỡi Chúa quyền năng. Hãy dìu dắt con, hãy dìu dắt con, hỡi Chúa từ nhân. Hãy làm với con, hãy làm với con, hỡi Chúa tình yêu. Hãy phù giúp con, hãy phù giúp con, hỡi Cha công bình.
một tràng vỗ tay người khen Chúa. Xin mọi người chúng ta cùng nhìn lên bảng và cùng đọc với sơ. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức trong từng phút giây, tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, lắng nghe lời Chúa, ca tụng Thổ Linh Chúa. Bây giờ chúng ta hãy cầu xin thần khí của yêu thương, bình an, hoan lạc. Xin mọi người chúng ta cùng đọc chung. Lạy Chúa, xin ban thần khí yêu thương, bình an, hoan lạc, quyền năng, khôn ngoan, lo liệu và chữa lành trên tâm trí con, trên môi miệng con, trên đôi tim con, trên đôi bàn tay con. Lạy Chúa, xin ban thần khí yêu thương, bình an, hoan lạc, quyền năng, khôn ngoan, lo liệu và chữa lành trên tâm trí con, trên môi miệng con, trên trái tim con và trôi bàn tay con. Amen. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức trong từng phút giây, tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, lắng nghe lời Chúa, ca tụng tôn vinh Chúa. Chúng ta hãy đến với Ngài trong đêm nay để xin Ngài thánh hóa chúng ta. Hãy đến với Ngài, hallelujah, buồn buồn cười yêu Chúa, hallelujah, hãy hát tôn vinh, hallelujah, ca tụng danh thánh, hallelujah, đưa tay cao lên, hallelujah, với những người yêu Chúa, hallelujah, hãy ngợi khen Chúa, hallelujah, của ta. Cho tôi ước ước không thể nói lên.
Một tràng pháo tay để đón Đức Giám Mục của chúng ta sẽ đến với chúng ta nào. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giờ đây chúng con xin Đức cha cho chúng con đôi lời khích lệ và chúng ta cho ngài một tràng pháo tay. Sơ rất là xuất sắc, cảm ơn sơ, cảm ơn cộng đoàn xuất sắc hơn sơ nữa. Qua những gì phản chiếu qua những kia lá thư tuyệt mệnh, nghe tuyệt mệnh thấy ghê quá, có một tâm tình nói lên cái niềm vui, niềm hy vọng để của một anh á, làm cho chúng ta thấy rằng cái chết đối với chúng ta không phải là một cái ngõ tắc, ngõ bế tắc, nhưng mà là một cánh cửa bước vào cõi sống vui muôn đời. Cho nên trong cái tiếc thương vì chia cắt, nhưng mà cũng có một niềm hy vọng ở đó cuối chân trời, phải không? Thế cho nên mặc dù là còn một ngày để sống, nhưng mà mặt ai bây giờ cũng hớn hở. Buồn thì cũng có, nhưng mà đằng sau đó nó là một niềm hy vọng, nó vẫn cho ta một niềm vui sống lạc quan. Thật ra đây là một bước đi sứ phạm của chính Thiên Chúa mà Hội Thánh muốn loan báo như một cái phương thế, một cái cách lối. Khi chúng ta chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta chọn cái gì là quan trọng nhất, cái gì là thiết yếu nhất, mà bỏ rơi những gì là thứ yếu nhất. Vì thói thường chúng ta vẫn chạy tìm kiếm những thứ yếu mà chúng ta vẫn cho là quan trọng nhất, cho nên đánh rơi những cái quan trọng nhất. Và quan trọng nhất ở đây tôi nhận ra ai cũng tìm ra cái quan trọng nhất cả qua những cái lá thư, đó là tình yêu. Tình yêu đối với con, tình yêu đối với vợ, đối với chồng, đối với người mà mình cảm thấy mình còn thiếu sót. Bây giờ không còn bao nhiêu thì xin chia sẻ ít lời như vậy và nhắc nhớ cho chúng ta một cái điều vô cùng quan trọng để chúng ta có thể yêu. Chỉ có một cách thôi, đó là gì? Đó là chết. Muốn yêu phải chấp nhận chết. Ai mà sợ chết thì không yêu. Cho nên đừng sợ. Đó là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Đừng sợ. Đừng sợ đau. Đừng sợ chết. Vì chúng ta muốn yêu. Cho nên cái người mà yêu và yêu hoàn hảo nhất lại là người chịu chết treo trên thập giá. Cho nên đối với chúng ta, thập giá là tình yêu, chứ không phải thập giá là khổ giá. Thôi thì kính chúc tất cả quý anh chị và các cháu, các em một tối an bình và một ngày mai, nếu Chúa cho ta sống tiếp tục, ta tiếp tục sống và tạ ơn Chúa và yêu, yêu hết mình như là ngày cuối cùng ta còn sống trên cõi đời. Giờ đây nhận phúc lành của Chúa trước khi chúng ta ra về bình an. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng đã thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Vâng, một tràng pháo tay để cảm ơn Đức Cha.